ơn, xin chào ông bà cô chú và các bạn đã đến kênh của em nghe. Bữa nay em đi ra đây, ông chú em không thay nước rồi cả nhà. Bữa nay em đi ra đây em bắt mớ cá vô, thay nước rồi có cá mình ra đây bắt mớ cá vô mình làm cơm ăn cả nhà. Sáng chưa có gì ăn cơm chứ. Rồi ra đây đào lúa mới khai nước nè, ra đây hổm gà có dịp hổm gà dặm dặm lúa cả nhà, là đưa pha đưa nước cho không à. Bữa nay hết lúa dặm rồi nè, ta đưa nước ra nè, mình đi đây mình kiếm mớ cá vô. Lúa mới dặm rồi khai nước ra nè cả nhà, cái dặm rồi xuống dưới đường mương này nước nó cạn nè, để em xuống đây em bắt mớ cá cả nhà. Xuống đây đi, ôi ốc có chè nhiều luôn nè, chắc bắt mớ ốc vậy luôn á. Ở phù vàng này mình ăn mình gọng vài ngày cả nhà, mình ăn nó giòn lắm. Em lại phụ về cho nó có cái hàng bự lắm. Cái chai này cái chai trắng này á. Ủa ở đây quẩn quẩn đây gì nè. Để coi nó chạy trong chập nước. Ủa đâu mà tới? Ở dưới này không thấy cái nhà ơi. Cái chơi chà bá luôn trời. Hết bự luôn nè. Ui, ủa con có chơi trò đồng luôn cả nhà ơi. Nè.
cái hồn không biết bự luôn á. Bữa nay em chúng mình cá chơi quá trời to luôn á. Cắt nước ra để nó nghỉ. Thôi là mình bắt trước ha, mình để mai mốt mình bắt ha, là mấy người ta đi khai nước ra thì đi xỉa cái này để bắt đúng rồi cả nhà. Thấy gì nó cũng không có được bự không, mà cái chị trắng mà gì đây là bự rồi đó, chứ không có bự hơn nữa. Đi chỗ này có cái gì kia, cái hang này mình ui cái hang cá gì á, ui hang cá cả nhà ơi. Trời ơi, coi kìa cả nhà ơi. Coi nè, một đống cá chê con luôn á, nheo nè nè. Hết hồn không kìa. Hả? Ui, coi chừng có cái kêu có cá chê mẹ à nghe. À, hết biết luôn á. Cái bầy đồng gồng của cá chê con nè. Để mà em hỏi cho dính mấy cá con gì không. Lại quá trời cá chê con nó nheo luôn á. Nè, mở đi. Ồ, hết biết cá chê con. Ui, con cá chê cả nhà ơi. Nè 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 nè. Ý, có cái chị mẹ trong đây thiệt. Nè nè nè. Bỏ gẹn luôn. Mới đụng nó để em bưng ra kìa. Ý, đây nè. Có thiệt mà. Ủa, ui, nè nè nè. Nè dính rồi. Ui cũng còn nhỏ nhỏ hả. Ui mà còn cái bụng trứng nữa nè, chắc đẻ, chắc đẻ tấp trước rồi còn tấp sau còn trong bụng. Ui kìa còn cái chi con ngon nheo quá luôn á. Để em khai nước gì ra cho nó sống, cho nước nó không cho mấy cái chi nhỏ nó sống nó biết nhiều luôn á. Mình bắt cái chi mẹ của nó nè, còn thầy làm như là còn đang có bụng trứng nữa nè. Hết luôn á. Con này nó nhỏ không có được bự. Đi hai con rồi. Còn quá à. Vì còn nhiều hết biết luôn á. Cái này mà gặp như là cá lóc của mình bắt cái bè vòng vòng con về ăn được, nhưng mà cá chê. Cá chê bắt về con bắt. Bắt về. Cũng không ăn được cả nhà. Mò dài dài đó là kia của con. Cái gì mà mương này không có ốc thôi. Có ốc mình bắt ốc về, mình gặm vài bữa mình luộc ăn. Ê. Ê, nè 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 nè. Cái gì vậy? Ui. Ui. Một con cá lồng tông. Cá lồng tông. Một con cá lồng tông đá. Ghê không? Thôi cá này nhỏ quá, thả nó đi đi. Ê, cái gì bự lắm á. Quẩn. Ơ, kìa kìa. Ủa, cái chơi. Dạ bá luôn. Ôi, hết biết rồi, có cái chơi bự dưới đó. Nấp trong hang nè. Ôi, 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 ôi
tí. Nhìn này nè. Mở ra. Con này nó mệt. Khúc này nó chẳng quay rồi. Ủa khúc này chơi khúc này khô luôn rồi cả nhà. Bắt cá không có mệt mà gượt heo nó lúng với thêm sình nó lúng ra nha. Lúng đi muốn nổi luôn á. Ủa bắt lại dọn, ồ kiếm được ba con. Ý, sao con này bự dữ vậy ta. Rồi em. Ôi cái bụng bự quá trời luôn nè. Núp trong hang bộ chuẩn bị đẻ nữa hay gì á. Người ta đi xịt cái nhà người ta ưa họt cái xịt trong mấy cái hang lắm. Đặng cá trong đó nó chạy ra. Nè con cá này hồi nãy là nó nằm trong ổ cái chơi đẻ này cả nhà, mà nó không có được bữa không. Còn con này để nằm gần cái ống bọng nước. Con này nằm trong cái hang này. Hang quậy thục xịn luôn á. Có kiếm được ba con rồi, lúc này cạn quá. Lại trời cũng sắp được mưa nữa, chắc em vô quá. Vô làm cơm ăn. Ba con này vô. Ba con này mình vô nướng rồi ta. Ý con nhện. Mình nướng màng rồi mình nướng mình có bánh chén cả nhà. Bữa nay chúng bánh này dính được ba như cái trời ngon quá trời. Dài vô luôn cả nhà. Cả nhà theo dõi clip nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em cả nhà. Đăng ký theo dõi video tiếp theo của em nha. Bye bye, chào cả nhà nha. Bye bye.